Chào, rất vui được chào đón anh chị quay trở lại với video tổng kết thị trường hàng ngày. Trong video này thì chúng ta cùng nhau tóm tắt lại diễn biến của VN-Index trong phiên ngày hôm nay, từ đó đánh giá một cái phiên có trạng thái vận động như thế nào và đưa ra kịch bản trong phiên tiếp theo, để anh chị có thêm góc nhìn khách quan hơn để xử lý cho cái nha, ra quyết định cho cái kịch bản mua bán nắm giữ trong cái danh mục cổ phiếu của mình anh chị nha. Anh chị có bất kỳ cái câu hỏi nào về các mã cổ phiếu khác thì có thể là để lại câu hỏi cho phần bình luận hoặc là join vào cái Zoom Zalo bằng cách kết nối QR có phải màn hình. Sơn chia sẻ thêm cho anh chị về những cái kế hoạch cũng như chiến lược, góc nhìn về cái cổ phiếu của anh chị quan tâm anh chị nhé. Và cuối cùng thì anh chị xem video đừng quên like cũng như là thả tim để tăng thêm cái tính tương tác của video và khích lệ thêm tinh thần anh em trên kênh anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi quay trở lại thị trường thì ngày hôm nay chúng ta có phiên VN-Index như nào anh chị, tiệm cận vùng đỉnh cũ anh chị đúng không ạ? Nhưng mà phiên ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy ít nhất là cái dư địa như nào anh chị, cái dư địa của nó là so với nhịp trước là đang mạnh hơn rất là nhiều đúng không ạ? Hôm nay đã có những cái lúc mà VN-Index vượt được cái 130 rồi anh chị, nhưng mà cao nhất rồi đến 130.6 để cùng lại như nào anh chị, lại tiếp tục gọi là chững lại một chút, vì là trông như vậy thôi anh chị. Trong một cái nhịp mà tăng gần nhất như này, VN-Index đã tăng được ở bao nhiêu phiên rồi anh chị? 1 2 3 đúng không ạ? 4 5 6 7 phiên rồi, phiên ngày hôm nay phiên 7 phiên rồi, và thêm nữa là cái thanh khoản ngày hôm nay thì nó cũng không thực sự là cao mà nó dồn chủ yếu vào kéo các cổ phiếu của nhóm ngành trụ, vậy nên là nó đang thiếu đi cái dòng tiền lan tỏa đến toàn bộ các nhóm ngành khác, vậy nên chúng ta đang có một cái phiên mà tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ, cũng là một cái trạng thái rất là tích cực rồi đúng không anh chị. Kết phiên lại thì thanh khoản toàn thị trường đạt 15,5 nghìn tỷ, cái độ rộng của thị trường thì có 312 mã tăng, 163 mã giảm và 113 mã tham chiếu, vậy là cái mã tăng đã áp đảo đúng không ạ? Và thêm nữa là ngày hôm nay thì nước ngoài đã quay trở lại mua dòng kha khá đúng không anh chị? Sau một cái tháng bán dòng liên tiếp thì ngày hôm qua có tín hiệu mua lại, ngày hôm nay thì tiếp tục mua, nhưng mà mua ngày hôm nay lên đến gần 500 tỷ anh chị nhá. Tập trung vào một vài cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh tốt này đúng không ạ? Cũng như là có một vài cổ phiếu trụ nữa. Hôm nay trụ thì mua HPG, Thế giới di động này đúng không ạ? VPBank, Vietcombank. Ngoài ra là các cổ phiếu midcap thì mua có HSG này, HCM, VSC, AM đúng không anh chị? Và cái tác động nhiều nhất đến điểm chỉ số hôm nay thì có thể kể đến đây là gì ạ? Vinhome đóng góp 2 điểm đúng không ạ? Tăng lên 4,3% liền với một cổ phiếu vốn hóa rất là lớn. VIC nữa, SB, VPBank, Techcombank và một vài cổ trụ khác. Chiều ngược lại thì có BIDV và GAC giảm điểm. Ngoài ra anh chị thấy ngày hôm nay khi mà tiền dòng tiền vào trụ thì bắt đầu là các cổ phiếu như ITA, HQC là đang có áp lực là bán chốt lời đúng không? Sau một cái pha tăng kéo rất là mạnh, hay ví dụ như HAG ngày hôm nay có một cái pha mà có thể thấy được rằng là có sự biến động khủng khiếp vào cuối phiên đúng không anh chị? Đang giá sàn và ATC mua lại 8 triệu cổ phiếu kéo về tận gần tham chiếu luôn, một cái phiên gọi là biến động khủng khiếp của cổ phiếu HAG, cũng là một cái cổ phiếu quốc dân đúng không anh chị? Đây, trạng thái vận động nó không hề bình thường chút nào đúng không anh chị? Nhìn này, một cái phiên rút chân với cái thanh khoản thì khổng lồ luôn đấy. ATC anh chị nhé, vào ATC đóng sàn nhưng ATC mới kéo lại đấy. Đây là một vài cổ phiếu đáng chú ý hôm nay thôi, nhưng còn ngoài ra thì anh chị thấy rồi đúng không ạ? Hôm nay là tác động mà đến VN-Index mà kéo mạnh nhất để quay trở lại cái vùng đỉnh cũ, có thể nói đến là VN30 đúng không anh chị? Hôm nay chị nhìn phái sinh đã có những lúc đóng cái vị thế là tận 1136 anh chị, 1136, vậy là tăng đến 20 điểm, 20 điểm anh chị, phái sinh tăng đến 20 điểm phiên hôm nay. VN30 tăng cao nhất là bao nhiêu anh chị? Đến tận 29 cơ mà. Có nghĩa là tăng đâu đó cũng đến 15 điểm. Mà trong khi VN-Index chỉ tăng có 7 điểm. Vậy là ngày hôm nay là trụ là kéo tương đối là mạnh anh chị. Trụ kéo tương đối là mạnh. Và cái kết quả của cái việc là tiền vào kéo trụ mạnh đấy là gì ạ? Đấy là các cái nhóm khác mid cap thì lại bị gì ạ? Bị chốt lời. Hay là chúng ta hay gọi là kéo trụ mà xả mid cap đấy anh chị nhìn này. Nhóm dầu khí là ngày hôm nay rung lắc đỏ trở lại, mặc dù là thanh khoản bán ra không nhiều, thế nhưng mà dòng tiền nó tập trung hết vào bên kia, vậy nên là những cái cổ phiếu này nó đang không được, chưa được cái dòng tiền nó quan tâm đến. Không chỉ dầu khí, chứng khoán này ngày hôm nay cũng không có tiền vào để duy trì được cái đà tăng mạnh đúng không ạ? Tuy nhiên là nó đang có một cái trạng thái tương đối tích cực khi mà đang trong một cái trạng thái tích lũy, không có cái đà bán tháo. Bây giờ chúng ta chỉ đợi cái dòng tiền nó tích lũy một thành công, mà chỉ cần có những cái phiên dòng tiền vào thôi là khả năng gì nó sẽ hút thoát được khỏi những cái cản đúng anh chị. Đấy, thế là ngày nay tiền vào trụ nên cũng không có tiền để kéo chứng khoán thì xanh nhẹ thôi, và cái thanh khoản chị nhìn rất là đuối.
Còn bất động sản thì ngày hôm nay là mặc dù tại thị trường thì kéo mạnh, nó chỉ vượt đỉnh, nhưng bất động sản nó cũng lại vẫn bị bán ra, mặc dù là cái thanh khoản nó bán ra không quá nhiều anh chị. Thế tuy nhiên đây cũng là một cái việc gì kéo trụ bất động sản Mỹ các anh chị nhé. DG ngày hôm nay mà tưởng là đà kéo tăng đúng không anh chị, cuối cùng là bị bắn ngược trở lại, thanh khoản lại lớn lên. Vậy là tóm lại là vẫn đang trong một cái trạng thái tích lũy thôi và rung lắc thôi, chứ còn chưa chưa có cái tín hiệu gì về cái việc là sẽ vượt được cái cản này để tiếp tục cái xuống tăng trong cái mặt ngắn hạn trong phiên ngày mai. Chúng ta đang view ngắn hạn với nhau đã, còn sang năm 2024 giả dụ như mà cái đà mà mua trở lại của nhà đầu tư nước ngoài hạn thế cũng có thể là một cái động lực mà giúp cho VN-Index có thể dướn thêm một nhịp nữa. Chúng ta đã view với nhau cái bản hôm nay đúng không ạ? À, thì quay trở lại thị trường anh chị nhé, quay trở lại thị trường thì hôm nay đã gửi cho anh chị cái kịch bản và đầu giờ sáng cũng như là gì ạ, cũng như là lúc giữa giờ trưa đúng không ạ? Rồi mở lại để view cái diễn biến anh chị nhé, sáng gửi tới anh chị này. Anh chị nào còn mà chưa xem cái video có nên nhận quyền mua phát hành thêm cái cổ phiếu phát hành thêm cũng như là chia cổ tức một cổ phiếu không, thì anh chị xem lại video này nhé. Hôm qua Sơn có làm thêm cái video riêng về cái việc là nhiều anh chị có hỏi về cái mùa tăng vốn này thì quan tâm đến cái việc có nên nhận quyền mua phát hành không, anh chị đón coi nhé để hiểu rõ thêm về cái bản chất của cái vấn đề này anh chị nhé. Rồi sáng đã gửi cho anh chị hai kịch bản này đúng không ạ, là VN-Index ngày hôm nay sau cái gì ạ, sau cái nhịp mà rung lắc ngày hôm qua, rung lắc về mặc dù rung lắc nhưng mà chúng ta không nhìn thấy cái sự phản ứng của các cái cổ phiếu nhóm mang tính xu hướng như là bất động sản này, chứng khoán này, thép đúng không anh chị. Hôm qua là rung lắc cuối giờ nhưng cái cổ phiếu đấy nó cũng gọi là vẫn chỉ loanh quanh tham chiếu thôi, nó không có cái áp lực bán. Vậy nên là cũng view với nhau hôm nay là cái chỉ là cái phiên rung lắc tại cái gì ạ? Sau khi nó chạm lại vùng cản, đây là 1125 đúng không, rung lắc tại cản thôi, rung lắc bình thường thôi, nên là đưa cho anh chị cái kịch bản là cái hoàn toàn là rung lắc trở lại xong cái biên hỗ trợ 1.17 đúng không ạ, có thể quay trở lại vượt được cái 1.26 là cái mốc cao nhất của cái phiên ngày hôm qua, đây là 1.26 anh chị nhá, để tiếp tục gì ạ, để tiếp tục cái xu hướng tăng trong ngắn hạn của nó, quay trở lại vượt cái vùng đỉnh cũ là 1.30 này, lên cái vùng bao nhiêu anh chị, 1.32 đến 1.37 anh chị nhá. Thì cuối cùng là kịch bản còn lại thì nó không khỏe bằng thì nó sẽ quay trở lại test lại cái 1.17 trước, sau đó mới bật tăng được. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mất 1.17 thì nó có thể là về những cái vùng gì ạ, hỗ trợ trong cái khung H1 này quanh vùng 1.13 thì nha, thậm chí sâu hơn nữa quanh vùng 1.107. Mà tuy nhiên là kịch bản này sáng nay nó không diễn ra mà nó chỉ cần test quay lại vùng 1.120 này, nó đã có gì ạ, đã có cái lực gì ạ, rút chân và quay trở lại cái xu hướng hồi phục và tiếp tục tăng của nó trong cái ngắn hạn, cho cái tạo thêm một cái cơ hội là vượt được cái 1.126 trong phiên chiều. Thế là sau đó sau phiên sáng thì cập nhật tiếp cho anh chị về cái gì ạ, VN-Index giữa giờ thì VN-Index bật hồi đã lấy lại được cái vùng tích lũy quanh cái vùng cản 1.25. Cái thanh khoản thì là buổi sáng tương đối là thấp, nước ngoài thì ngừng bán dòng và cái nhóm ngành tác động lớn đến sáng nay chỉ có là trụ của Vinhome với Vích thôi, cuối cùng đến chiều nhìn thấy là có sự góp thêm của banh đúng không anh ấy? Và thêm nữa là thanh khoản buổi chiều đã có sự cải thiện hơn rất là nhiều và đến từ cái tâm lý lan tỏa hơn khi mà nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua dòng đúng không anh chị, đã tạo nên cái một vài cổ phiếu trụ khác cũng kéo điểm chỉ số và khiến cho VN-Index vượt được cái gì ạ, vượt được cái 1.26 theo kịch bản nào anh chị, theo cái kịch bản một đây anh chị nhá. Đấy, các nhóm ngành này thì vận động quanh tham chiếu do thanh khoản thấp không kéo tăng nhưng cũng không có đà bán tháo sau phiên rung lắc hôm qua, đã rút chân trở lại được cũng là một cái tín hiệu cho chúng ta view kịch bản phiên chiều là gì, vượt 1.26 tiếp tục bật tăng hướng tới 1.32 1.37 đúng không anh chị. Vậy là kịch bản là không vượt được 1.26 theo kịch bản hai này đang không diễn ra rồi và nó theo kịch bản này rồi, thì theo kịch bản này thì chúng ta lại phải chú ý nhau một chút là bật tăng lên cái hướng tới vùng 1.32 đến 1.37, chúng ta đang có cản ở trên khung này anh chị nhá, cản trên khung này đây, Sơn vẽ kịch bản này đúng không ạ, nó hoàn toàn có thể là theo kịch bản đây anh chị, đây test lại nhẹ nhàng đây, hôm qua đã view anh chị rồi, test lại nhẹ nhàng sau đó tiếp tục cái con đường bật tăng vượt được 1.30, tiến lên vùng 1.32 đến 1.37 là cái vùng gì ạ, là cái vùng mà kháng cự trong khung này anh chị nhá. Cái lúc đấy thì anh chị nhìn này, bắt đầu chi cu bắt đầu đang đang gì ạ, đang đâm vào mây này, chạm lên vùng kháng cự trên quanh bao nhiêu 1.137 ở đây được chưa. Đấy, và trong cái vùng mây này khả năng rất cao nó sẽ có những cái pha liên tiếp rung lắc và tích lũy trở lại trong cái biên độ cản đỉnh này, và hôm nay VN-Index đã kéo lên là vượt cái đỉnh 1.30 rồi nhưng mà đã gặp ngay cái rung lắc vì đã kéo quá nhanh trong phiên anh chị, kéo từ cái vùng 1.20 kéo một mạch lên 1.30 luôn, vậy nên là đang rung lắc trở lại một chút, kết phiên lại ATC thì đóng cửa lại là quanh vùng 1.129. Thì khả năng trong cái phiên ngày mai anh chị VN-Index sẽ tiếp tục gì ạ, rung lắc trong cái biên độ hẹp
thì chúng ta sẽ xem những cái view những cái chạc 15 phút này để xem cái biến động trong ngắn hạn cho nó dễ. Thì khả năng ngày mai sẽ quay lại test lại vùng 125 này, được chưa? Rung lắc tích lũy lại trong cái biên độ này anh chị nhé. Khi nào mà nếu mà vẫn giữ được cái 125 này và tiếp tục đẩy lên vượt được cái 130 này thì chúng ta sẽ có một cái phiên mà kết thúc năm 2023 với một cái sắc xanh lên toàn bộ ít nhất là VN-Index và chỉ số anh chị nhá. Rồi ok, thế còn kịch bản tiêu cực hơn thì chúng ta chú ý nếu mà ngày mai mà nó quay lại cái 125 này mà giả dụ như là có cái lực cung nó bán ra mạnh hoặc là cái lực cầu nó yếu nó không tiếp tục vượt được cái 13 mới ạ, 130 trong cái phiên ngày mai, trong phiên buổi sáng hẳn thế, thì nó sẽ tiếp tục gì ạ? Lại phải quay trở lại test lại tận cái kim dưới này, quanh vùng 120 lần nữa. Như thế là VN-Index lại tiếp tục ạ, trong cái khung ngắn hạn lại quay trở lại một cái nhịp tích lũy. Vậy chúng ta lại view nhau là có thể là lại tích lũy xong mới đổ nó vượt đỉnh được tiếp như kịch bản này. Hoặc là như nào chị, hoặc là theo kịch bản này là gì ạ? Phải test lại cái vùng Kijun trên khung H1 này quanh 1120 này một lần nữa. Nếu ngày mai mà không giữ được những khung ngắn quanh 1125 anh chị nhá. Nhưng tuy nhiên anh chị nhìn vào cái động lực tăng của thị trường như này với cả cái đà tăng như thế này thì khả năng vượt đỉnh của nó đang có cho sức cao hơn nhá. Vậy nên chúng ta cùng đợi ngày mai thôi. Cái vận động của VN-Index thì rất ok rồi. Có cái điều là cái thanh khoản thị trường nó chưa quay trở lại một cách mạnh mẽ để nó ủng hộ cho cái đà tăng này nó đáng tin cậy anh chị nhá. Vì là anh chị biết đúng không ạ? Mấy ngày hôm nay thì cũng tương đối là thị trường giao dịch tương đối ảm đạm. Không có quá nhiều nhà đầu tư hào hứng vào cái những cái phiên cuối của năm ấy rồi, mà có khi là sẽ đợi sang năm sau mới tiếp tục quay trở lại thị trường. Vậy nên là có thể là sang tuần mới nhỉ nhá, thì nó sẽ có một cái động lực quay trở lại của các nhà đầu tư, chúng ta quay trở lại thị trường sẽ giúp cho VN-Index có một cái nhịp bật tăng. Vậy thì ngày mai kể cả là có một cái nhịp mà rung lắc trở lại thì vẫn đang bảo toàn được cái xu hướng tăng, trừ khi anh chị nó mất được cái gì ạ? Nó mất đi cái xu hướng tăng thì mất cái vùng 120 này, có nghĩa là nó lại cho thấy một cái pha gì, lại tiếp tục là một cái pha kéo lên test đỉnh không thành công. Thì cái đây chúng ta view xong, hiện tại giờ nó đang ủng hộ cho kịch bản vượt đỉnh 130. Thế chúng ta vẫn view với nhau chị nhé, là nó sẽ tiếp tục cái đà này vượt được 130 và chúng ta phải cực kỳ để ý cái cản diện quanh vùng 137. Đúng không ạ? Rồi. Thêm một cái yếu tố nữa nó cũng chúng ta cũng cần lưu tâm, đấy là gì? Ngày hôm nay chị nhìn là mặc dù là gì ạ? Mặc dù là VN-Index vượt đỉnh. Đúng không ạ? Thị trường xanh rất là tốt nhưng mà lại chủ yếu kéo từ VN30 cũng như là phái sinh đang đóng vị thế long nên đang kéo rất là mạnh. Anh chị nhìn nhận phái sinh đang kéo lên tiệm cận lại hẳn cái vùng trên của chiếc đinh nguyên này và đang chững lại tại đây đấy, thì khả năng rất cao là ngày mai, trong phiên ngày mai, phái sinh cũng sẽ có những sự rung lắc nhất định trong ngắn hạn này nhé, rung lắc trong ngắn hạn nhất định. Thế nên là anh chị nhìn này là toàn bộ những cổ phiếu mà trong cái watchlist của Sơn đang theo dõi này nó cũng đang chưa có tăng được mạnh. Thế nên là cũng có thể là ngày mai những cổ phiếu này vẫn tiếp tục cái đà rung lắc này, đặc biệt là nếu mà phái sinh mà ngày mai nó sọt trở lại hạn thì VN-Index cũng sẽ chịu lại cái tác động ở đấy vì thanh khoản đang thấp mà VN30 ngày nay tăng mạnh rồi, ngày mai nó nghỉ ngơi hoặc là chững lại để tích lũy lại thì cũng là chuyện bình thường thôi. Thì chúng ta phải chú ý đến những cái cổ phiếu và những cái mức mốc chốt chặn của anh chị ở những cái cổ phiếu đấy, đúng không anh chị? Trong một cái phiên VN-Index tăng tốt như thế này mà nó không tăng được, vậy mà giả dụ như ngày mai nó không bật hồi hồi phục được lại mà nó lại mất đi những vùng chốt chặn, những vùng hỗ trợ, giả dụ như anh chị, xin chỉ ví dụ thôi, giả dụ như PVS đúng không ạ? Trong cái phiên mà tăng điểm vượt đỉnh tốt như thế này thì dòng tiền nó chưa tìm đến nên chưa luân phiên đến, nhưng có thể trong ngày mai luân phiên đến nhưng nó phải vượt được cái vùng 39 này tăng tiếp lên thì là ok. Nhưng giả dụ ngày mai nó lại không tăng được nữa mà lại cùng theo đà rung lắc của các cổ phiếu trụ cũng như là VN30 hoặc là phái sinh nó đóng cái vị thế sọt trở lại hạn thế, nó rung lắc trở lại lại mất đi những hỗ trợ có thể là quanh vùng 38 này, thì chúng ta cũng hết sức thận trọng nhé. Là cái gì ạ? Là khả năng cái nhịp rung lắc đấy, những cổ phiếu riêng lẻ chúng ta cầm đúng không ạ, trong danh mục của anh chị hoàn toàn có thể lắc thêm một nhịp nữa. Giả dụ PVS khi mất những hỗ trợ gần như này hoàn toàn có thể lắc thêm một nhịp về 36. VVD thì sao? VVD ngày hôm nay đang loanh quanh ở 38, rút chân lại và tích lũy 38 này vẫn ok, chúng ta vui chưa bị giảm chốt chặn. Nhưng ngày mai nếu mà nó lại không điện không quay trở lại được xuống tăng mà nó lại đi theo follow theo cây nến này và lại mất đi chốt chặn 28 thì anh chị lại phải đề phòng nó lại về lại bao nhiêu, về lại 26.3 26.4 anh chị nhé. Đấy, vậy nên là chúng ta nên thận trọng một chút, đấy là mặc dù là thị trường xanh điểm vượt đỉnh rồi chỉ số tăng rất là tốt. Thế nhưng mà những danh mục của anh chị nắm giữ chưa chắc gì ạ. Nó đã đồng thuận theo cái điểm số tăng của thị trường. Thế nên anh chị mặc dù là chúng ta vẫn là lạc quan và đang ủng hộ cho cái xu hướng VN-Index tiếp tục cái đà tăng của nó, nhưng chúng ta vẫn phải thận trọng những cái mốc chốt chặn của những cái cổ phiếu anh chị nắm giữ. Anh chị nhá. Đây giả dụ như là BR ví dụ thế thôi.
giả dụ ngày mai mất 18.3 thì nó lại thành ra gì ạ? Mất đi những vùng chốt chặn. Vậy nên chúng ta thị trường tăng nhưng mà cổ phiếu của chúng ta nó đang vận động trái ngược với thị trường hoặc đang cho những cái tín hiệu xấu và vi phạm chốt chặn của chúng ta thì anh chị vẫn phải thận trọng anh chị nhé. Rồi, hay giả dụ như là cổ phiếu bất động sản đi anh chị, Novaland đi anh chị. Đấy, giả dụ anh chị nhìn ngày hôm nay thị trường xanh rất là tốt, đáng ra anh chị nhìn những cái phiên thị trường xanh tốt ấy, và cái đà nó kéo tăng mạnh thì thường những cái cổ phiếu mà tính xu hướng như là chứng khoán, bất động sản hay là thép ấy, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tranh thủ một cái nhịp đấy sẽ kéo rất là mạnh đúng không anh chị? Nó mang tính xu hướng mà. Nhưng ngày hôm nay chị nhìn này. Đúng không ạ? Đây, VN30 tăng 12 điểm, phái sinh tăng 16 điểm, đúng không ạ? Có nghĩa là đang rất kỳ vọng vào cả một cái nhịp tăng thị trường nhưng mà VN-Index chỉ tăng được có 7 điểm thôi. Vậy là các cổ phiếu mid-cap ấy đang bị bán anh chị nhỉ? Đang bị bán. Đấy, bất động sản được Novaland anh chị. Nó vẫn chưa lấy lại được cái vùng 17 này. Để gì ạ? Để nó phủ nhận cái việc mà tích lũy ở trong biên độ thành công và quay trở lại xuống tăng của nó. Đúng không anh chị? Vậy thì ngày mai giả dụ như mà VN-Index không tăng được vượt 130 mà nó rung lắc trở lại, mặc dù là rung lắc nhẹ nhàng thôi nhưng mà Novaland nếu mà bị bán mạnh mất vùng 16.3 này, 16.2 chúng ta vẫn phải thận trọng, vẫn phải gì ạ? Hạ tỷ trọng để làm gì? Để đề phòng nó về lại vùng 15.5, anh chị sẽ cover lại sau. Còn nếu mà ok anh chị nhé, nếu mà bị VN-Index vượt 130 thành công thì những cái cổ phiếu này anh chị nó phải quay trở lại được cái vùng gì ạ? Cái vùng vận động nó lấy lại cái nền 17 này chẳng hạn. Đấy là dụ như 55 ngày hôm nay tiền vào trông rất là ok nhưng mà cuối giờ ATC tự nhiên là bị bán ngược trở lại anh chị nhé, bán ngược trở lại vào cuối phiên, vậy nên là đang cho trạng thái lại gì ạ? Lại không quá là đẹp. Ngày mai nó phải tiền nó quay trở lại và anh vượt được cái biên độ tích lũy của nó thì mới ok, còn nếu không anh chị nhé, nó mất đi hỗ trợ nó quanh 37 thì anh chị lại phải thận trọng và gì ạ? Phải chú ý vào những cái danh mục của mình hạ tỷ trọng để đề phòng trường hợp gì nếu nó mất hỗ trợ, mất đi chốt chặn. Bây giờ nó về vùng chính xác ra là 36.7 ở cái đáy cái nến này đúng không ạ? Đây cũng là vùng kỳ run 17 luôn, 36.7 đúng không anh chị? Thì nó lại gì ạ? Lắc một phiên về lại vùng 35 này, test lại một lần nữa, thậm chí là trong một cái pha hoảng loạn có thể test sâu hơn về tận cái vùng 34 này sao nhỉ, ở những vùng cân bằng của nhà đầu tư trung bình giá nhà đầu tư 36 tháng gần nhất ở dưới này để rũ bỏ một nhịp sau đó mới quay trở lại xuống tăng rồi thì sao nhỉ? Đúng không ạ? Thế nên là mặc dù là rất lạc quan với thị trường và đang đang view cái xu hướng là ủng hộ cho cái đà tăng nhưng mà những cái cổ phiếu chúng ta đang không tăng thì chúng ta vẫn phải để ý những cái mốc mà chốt chặn nếu mà nó quay đầu nó giảm trong một nhịp tăng và không tăng mà trong cái nhịp mà VN-Index quay đầu giảm mà lại còn giảm mạnh hơn nữa thì đấy là một cái tín hiệu không tốt một chút nào anh chị nhá. Đấy hoặc là DG anh chị, DG còn chưa lấy lại mốc 19 cả. Mốc của nó là gọi là chưa vượt được gọi là khỏi được cái 19.2 này để quay trở lại xuống hồi phục của nó trong ngắn hạn. Và bây giờ vẫn đang chỉ đang tích lũy thôi. Trong một cái phiên mà thị trường tốt gọi là tăng điểm tốt như thế này nhưng nó cũng không tranh thủ được vì đã không có dòng tiền vào. Thế giả dụ như mà những phiên tới mà nó quay đầu nó điều chỉnh nó giảm nó mất đi vùng 18 nên chị phải chú ý thôi đúng không ạ? 18.2 đấy ạ. Chốt chặn ở đây. Đấy. Đấy là một số yếu tố mà gọi là để anh chị gọi là thận trọng thêm thôi. Chứ còn anh chị đang cầm hàng ta cứ giữ thôi. À đây DG ngày hôm nay đây anh chị. Hôm nay chúng ta đang kỳ vọng với việc là tiền vào, có tiền vào đúng không ạ? Vượt được 27.5 này thì ok. Nhưng mà cuối cùng cuối phiên bị bán ngược trở lại. Đấy vậy đấy là nó cũng đã chưa xác nhận đâu nhỉ nhá. Chưa xác nhận cái đà vượt đâu. Tuy nhiên là nó đang áp lên cái biên trên này thì cái xu hướng của nó thì vẫn ok, vẫn được bảo toàn. Thế nhưng mà cái đà cái gì ạ? Cái động lực của nó là vẫn chưa đủ để vượt được cái này. Vậy nên hoàn toàn có thể gì ạ? Quay trở lại rung lắc một nhịp test lại vùng 26 là chuyện hết sức bình thường. Anh nhá, thế là chúng ta vẫn phải chú ý. Hôm nay mà anh chị mua DG mà lúc mà 27 chấm x này để nó vượt 27.5 thì có khi cuối phiên chúng ta lỗ mà thôi, có nghĩa là FOMO lúc thị trường mà nó vượt 130 đây anh chị, trông cái đà vậy thôi nhưng chúng ta FOMO một cái chúng ta lại lỗ ngay. Đây Nam Long thế anh chị mà FOMO có lúc mà 37 chấm mấy đây cho cái đà vượt này thì cùng ATC chúng ta lại lỗ nhẹ, dĩ nhiên là lỗ nhẹ thôi. Thế nhưng mà mọi sự sẽ thay đổi nếu mà ngày mai nó lại tiếp tục cái đà giảm. Rồi chứng khoán thì sao? Chứng khoán ngày hôm nay thì HCM thanh khoản này rất là lớn. Thế nhưng tuy nhiên là cũng chưa vượt được cái cao nhất ngày hôm qua, kéo lại là vừa lúc ATC phải. Đúng rồi, đây là kéo ATC thôi. Chứ còn cái lúc mà nó lình xình cả cái sáng nay quanh vùng này cơ. 33.75 này cơ. Thanh khoản lớn nhưng chưa tăng được. Cuối ATC kéo lên một nhịp. VCA anh thế. Cũng chưa tăng được cả phiên đến cuối giờ bắt đầu mới kéo lên được một nhịp. Thì riêng cái chứng khoán thì nó chưa xấu anh chị. Mà nó đang tích lũy tương đối là tốt khi mà gì lại tiếp tục gì đẩy lên với những đáy sau cao đáy trước đúng không ạ?
đấy, đáy sau cao đáy trước, đáy sau cao đáy trước vẫn đang bảo toàn với xu hướng tăng của nó, chưa vi phạm anh chị nhé. Xấu thì chưa xấu, có điều là đang tích lũy thôi. Tích lũy thì chúng ta lại chưa rõ được là trong trạng thái tích lũy đúng không anh chị, nó đi ngang thì chưa rõ là sau khi tích lũy xong nó sẽ phá biên, nó chạy lên một nhịp hay nó phải rung lắc lại, nó rũ bỏ xong trước khi quay trở lại xuống tăng của nó. Hay là anh chị đang giữ biên độ là như này đây, cản trên đây, hỗ trợ dưới đây đúng không ạ, đang giữa như này, đây một cái vùng như này đúng không ạ, thì chúng ta chưa rõ được là nó sẽ đi như nào. Mua ở đây thì lên đây thì cũng không lãi bao nhiêu, mà xuống đây thì cũng lại lỗ tương tự, thế này là chưa quá hấp dẫn. Chứng khoán thì ưu tiên xem tiếp, gọi là cần gọi là quan sát tiếp nhỉ. Đây tương tự thế, VCI đây chị, VCI thì đây chị, đây cản trên đây, hỗ trợ dưới đây, đang ở giữa giữa biên độ anh chị. Mua thì lên đây chưa rõ là có vượt được không đúng không ạ, hay là xuống ở đây có giữ được hỗ trợ không. Thành ra là cái mức stop loss của chúng ta với cái mức target chốt lời chúng ta đang là 1:1, nên chưa quá rất anh chị, chúng ta quan sát thêm được. VIX thì sao, VIX tương tự anh chị nhé, tóm lại nhóm chứng khoán giờ đang vận động y như nhau thôi. Đấy SHF cũng vậy, đang loanh quanh tích lũy ở đây, biên độ thì rất là hẹp rồi và cái thanh khoản ấy cũng rất là thấp rồi, không biết là sau cái tích lũy xong sẽ có tiền vào đánh vượt lên hay là tiền bán ra một cây như này để gì ạ, rũ bỏ một nhịp nữa. Thế nên anh chị có lý do để chúng ta gì ạ, không nên mua đuổi giá xanh trong cái lúc mà như này luôn anh chị, và chúng ta nên thận trọng một chút và mua càng sát nền thì càng tốt. Hoặc là nếu anh chị mà có yêu thích những cái cổ phiếu mà cho cái kỳ vọng mà nó sẽ vượt được tiếp một cái xu hướng tăng tiếp, thì anh chị có thể là áp dụng cái chiến lược chúng ta thăm dò từng phần, mua trước khoảng 20-30%, nếu mà ok anh chị nó vượt được anh chị gia tăng khi nó vượt hẳn đúng không ạ, thì chúng ta có lợi thế là có thêm cái phần vị thế ở phần nền đúng không anh chị. Giả dụ như cái lúc vượt chúng ta gia tăng mà có bị bull trap hay sai thì chúng ta có một cái lượng hàng làm cái lợi thế để chúng ta gọi là cắt ngay trong T0 khi mà bị sai anh chị nhé. Đấy cũng là một trong những cái chiến lược tương đối là hay. Đấy là chúng ta phân bổ cái gì ạ, phân bổ cái nguồn vốn của chúng ta ra để đi lệnh theo từng bước anh chị nhé, để đảm bảo cái tính an toàn đúng không ạ. Rồi ngoài ra nữa thì anh em trong team cũng có cái zoom lướt sóng như là zoom chung dài hạn, có rất nhiều cái tín hiệu hàng ngày gửi tới anh chị để anh chị lựa chọn những cái cổ phiếu để làm sao đó là đảm bảo được cho anh chị là cái điểm mua nó không bị FOMO, không bị gì ạ, không bị chốt lời non cũng như là không bị cắt lỗ mà nó bị vi phạm mà bị trượt trượt mất cái điểm cắt lỗ anh chị nhé. Thế nên anh chị nào mà đang chưa có người đồng hành thì có thể là liên hệ trực tiếp với cả Sơn để add anh chị vào những cái zoom đấy, nếu anh chị chưa chọn được cái cổ phiếu nào để phù hợp hoặc là chưa chọn được lựa chọn để mua phù hợp anh chị nhé. Thì cái zoom lướt sóng còn cái zoom chung dài hạn thì cũng đã gửi tới anh chị rồi đúng không ạ. Rồi ngoài ra Sơn cũng có một cái zoom mà dành cho anh chị nào mà đang muốn nghiên cứu thêm thị trường chứng khoán, thì trong zoom ấy Sơn thì làm tín hiệu chung cùng tuần này anh em trong team, trong cái zoom của cả team rồi thì gửi tới anh chị hàng ngày rồi đúng không anh chị. Nhưng mà Sơn ngoài ra còn có cái zoom Zalo là để chia sẻ thêm kiến thức để cho anh chị nào có nhu cầu là nhà đầu tư mới muốn bổ sung thêm cái kiến thức cũng như chia thêm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán để nâng cao năng lực đầu tư của mình, để chủ động hơn trong cách mua bán, thì chị có thể liên hệ trực tiếp với Sơn nhé, để add vào cái Zoom Zalo để có thể hàng tuần Sơn sẽ có những cái chia sẻ thêm những cái kiến thức tương đối là hữu ích cho anh chị, để anh chị nắm bắt được thêm và nâng cao thêm năng lực của mình anh chị nhé. Rồi cuối cùng anh chị xem video thì đừng quên like cũng như là thả tim để khích lệ thêm thần anh em và tăng tính tương tác cho video anh chị nhé. Hẹn gặp lại anh chị trong cái phiên ngày mai, một phiên cuối cùng của năm 2023. Xin chào ạ.